Xin thưa các quý vị, chúng ta mua dự trữ cái gì cần thiết và vừa phải thôi. Đấy, chứ không phải, đáng lẽ thay vì chúng ta mua mì tôm thì chúng ta mua một số các loại sữa bột thực dưỡng này, lành sạch này, từ gạo lứt, từ các loại đậu đỗ này, hay là thí dụ như là Nutrianca này, thí dụ rằng đây là cái loại bột này mà nó có từ các cái loại nguyên liệu từ thực dưỡng, từ gạo lứt này, kê này, đậu đỏ này, đậu đen này, mè đen này, thế rồi là chín cái loại nấm của Nhật được chiết xuất ra thành một cái sản phẩm, thành một cái beta glucan ấy, để tăng khả năng miễn dịch. Đấy, đáng lẽ chúng ta không mua mì tôm, thí dụ chúng ta kiếm mấy cái đồ thực dưỡng như này này thì có phải là rất tốt không? Nó cần gì phải nhiều, 1-2 ký sữa bột thực dưỡng là chúng ta cũng có thể như vậy là giúp cho cơ thể của mình nó tăng cái khả năng miễn dịch đi rồi. Hay là thí dụ chẳng hạn bây giờ chúng ta, đáng lẽ chúng ta thay vì chúng ta đi mua hoa, còn hoa trái, mà hoa trái hầu hết là rất là âm, chỉ có mấy cái loại này là dương này, thí dụ mãn cầu xiêm này, na này, táo, dâu tây, nhưng với điều kiện là không ngâm chất bảo quản. Còn nếu đã ngâm chất bảo quản thì lại là âm hết, thì ăn vào những hoa trái quá nhiều đấy, mặc dù chúng ta biết rất là bổ, nhiều sinh tố, nhưng mà nó âm, nó tạo cho cái môi trường máu của cơ thể nó âm và nó axit, thì nó lại dễ làm cái nguy cơ nhiễm bệnh. Thì đáng nhẽ thay vì chúng ta mua những cái đồ đó thì chúng ta mua mơ muối này, chanh muối này. Đấy, thí dụ như chúng ta mua mơ muối này 3 năm này rất là tốt. Hay là chanh muối thì mỗi ngày chúng ta một vài quả mơ muối, một vài miếng chanh muối, và chúng ta thường xuyên chúng ta ngậm chẳng hạn, thì đấy là những cái rất là tốt. Hoặc là chúng ta uống nước mơ muối chẳng hạn cũng rất là tốt.